Tết ở làng địa ngục là một loạt phim kinh dị của Trang Chất Lượng do đạo diễn Trần Hữu Tấn thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang. Phim tái hiện một ngôi làng bí ẩn nằm sâu trong rừng hoang, nơi cư trú của hậu duệ băng cướp nổi tiếng thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Dân làng phải đối mặt với một bi kịch kỳ lạ vào dịp Tết truyền thống do lời nguyền từ tổ tiên. Phim tương tác với những tâm linh và quan niệm về nhân quả, nghiệp báo thông qua các phù thuật dân gian đầy ám ảnh. Tạo hình của các nhân vật trong phim đã kết hợp nghệ thuật và hình ảnh ấn tượng từ một dàn diễn viên đa thế hệ đến từ hai miền Bắc và Nam, bao gồm các tên tuổi như Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Lan Phương, cùng sự trở lại của các gương mặt gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên. Phim đã có buổi công chiếu sớm cho báo giới với hai tập đầu vào tối ngày 19 tháng 10 và sẽ chính thức ra mắt khán giả trên kênh K Cộng vào ngày 23 tháng 10 lúc 20 giờ. Diễn viên chính của phim, Quang Tuấn, đã có cuộc trò chuyện nhanh sau buổi công chiếu, chia sẻ về vai diễn và kế hoạch tương lai. Tết ở làng địa ngục là một loạt phim kinh dị của Trang Chất Lượng do đạo diễn Trần Hữu Tấn thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang. Phim tái hiện một ngôi làng bí ẩn nằm sâu trong rừng hoang, nơi cư trú của hậu duệ băng cướp nổi tiếng thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Dân làng phải đối mặt với một bi kịch kỳ lạ vào dịp Tết truyền thống do lời nguyền từ tổ tiên. Phim tương tác với những tâm linh và quan niệm về nhân quả, nghiệp báo thông qua các phù thuật dân gian đầy ám ảnh. Tạo hình của các nhân vật trong phim đã kết hợp nghệ thuật và hình ảnh ấn tượng từ một dàn diễn viên đa thế hệ đến từ hai miền Bắc và Nam, bao gồm các tên tuổi như Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Lan Phương, cùng sự trở lại của các gương mặt gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên. Phim đã có buổi công chiếu sớm cho báo giới với hai tập đầu vào tối ngày 19 tháng 10 và sẽ chính thức ra mắt khán giả trên kênh K Cộng vào ngày 23 tháng 10 lúc 20 giờ. Diễn viên chính của phim, Quang Tuấn, đã có cuộc trò chuyện nhanh sau buổi công chiếu, chia sẻ về vai diễn và kế hoạch tương lai.